đây có một cái mai vàng hình thú nè quý vị. Bộ đế cũng đẹp. Cây này thì hoành nhỏ quý vị, cây này hoành khoảng 24 á. Cắt bonsai đi. Nhưng mà hiện tại thì nó cao khoảng 1 mét. Cắt bonsai tới cái chấn này được rồi. Nó nổi lên cũng đẹp nè quý vị. Cây này là chủ cây báo giá 1,2 triệu quý vị. Bao xếp luôn. Quý anh chị nào xem được clip này liên hệ với chỗ Hoa Kiển Phước Vinh nữa quý anh chị. Điện thoại là 0939 5 5 42 quý anh chị. Giờ mình xin tạm dừng clip tại đây.